Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Hải Triều. Thì ngày hôm nay, Triều sẽ làm một video sẽ báo giá xe tải rắc và chương trình khuyến mãi cuối tháng 9 đầu tháng 10 dành cho tất cả các bác tài này có nhu cầu mua xe tải rắc từ 1 tấn 9 đến hết tải nha. Để trước mặt các bạn, đây là con xe tải rắc sử dụng động cơ Cummins với tải trọng là 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi, anh em. 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi thùng nguôi bàn. Thì hiện tại con xe tải rắc này vẫn đang còn chương trình khuyến mãi 15 triệu và tặng camera hành trình đối với lại xe thùng bạc như thế này đó, xe thùng bạc nha. Còn anh em nào mà muốn lấy xe thùng kính á, thì sẽ còn lại chương trình là tặng 15 triệu và không khuyến mãi camera hành trình đối với lại xe thùng kính. Thì chương trình hiện tại đang rút gọn. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe tải 1 tấn 9 để chạy vào thành phố, 3 tấn rồi để chạy hàng tỉnh, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Hải Triều. Thì thông số của con xe tải rắc 1 tấn 9 3 tấn rưỡi này với chiều dài là 4m360, chiều ngang là 1m820 và chiều cao là 1m880. Thì với sử dụng động cơ Cummins với dung tích máy là 2.753, thì hiện tại giá của nó đã trừ khuyến mãi là 434 triệu xe thùng bạc như thế này. Còn anh em mà lấy xe thùng kính thì sẽ tăng thêm 5 triệu nha anh em. Đó. Xe lúc nào bên chiều cũng có sẵn luôn, màu trắng, màu xanh và màu bạc. Đây, xe bên chiều lúc nào cũng có sẵn cho anh em. Đó, xe có biển số màu trắng, màu xanh và màu bạc nha. Lúc nào xe cũng có sẵn cho mình. Đó. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp nha. Rồi, tiếp theo. Đây, xe tải rắc 2 tấn 4. Đó, với phiên bản thùng dài 3m7, chiều ngang là 1m8 và chiều cao là 1m8. Con này hiện tại là đang được tặng cho anh em là ghế bọc da, camera hành trình, kính chỉnh điện. Đó, và khuyến mãi thêm cho anh em là 10 triệu nữa. Đó, anh em nào mà đang cần xe tải mà 2.4 thùng ngắn thì có thể sự lựa chọn con này. Thì hiện tại giá của nó là 385 triệu xe thùng bạc như thế này nha anh em. Đó, thì loại thùng ngắn này nó chỉ có mỗi loại thùng bạc thôi chứ nó không có thùng kín đó, nên anh em nào muốn lấy thì có thể liên hệ trực tiếp Hải Triều. 385 triệu xe thùng bạc như thế này đó, thì cái giá Triều báo là con này thì Triều chưa trừ khuyến mãi đâu anh em, bên đây Triều trừ khuyến mãi trực tiếp dành cho anh em luôn. Tiếp theo là con xe tải rắc với số loại là 650 plus đó. Hiện tại đây ở đây có 2 chiếc đã ra biển số và xe tải rắc 650 plus này với chiều dài thùng là 6m2 đó, chiều ngang là 2m3 và chiều cao là 2m. Thì con này á hiện tại á sử dụng động cơ Cummins với dung tích máy là 3.8 lít, hiện tại đang có chương trình là tặng màn hình Android dành cho tất cả các khách hàng. Thì giá của nó hiện tại là 653 triệu xe thùng bạc như thế này, chưa giấy nè đó. Đây, con này thì đã được bọc da, bọc trần đó. Thì đây, cái phần tặng cho khách hàng đây là màn hình Android đó, camera hành trình trước sau. Đây, chị sẽ mở cái màn hình Android này lên cho anh em xem nha. Đó, đây là màn hình Android rất là mượt luôn đó, có thể đo nè, km nè, nghe YouTube nè đó, Google Chrome nè, anh em thấy không, màn hình rất là mượt, tốc độ phân giải rất là nhanh luôn, và có cả YouTube ẩn dành cho tất cả các anh em đó, có tìm kiếm giọng nói và báo quay video và phát lại luôn đó, lưu có việc map rồi nè anh em, em thấy không đó, rất là tiện lợi đó. Tặng cho anh em một bộ camera hành trình theo xe, thì giá của nó hiện tại là 653 triệu đó. Thì anh em đưa như con này anh em đưa trước đâu đó khoảng tầm là 200 anh em, 200 là anh em có thể nhận xe rồi đó, vay từ 2 đến 7 năm luôn đó. Anh em nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp dành đến cho Hải Triều đó. Tiếp theo nha anh em, ở trong này vẫn là 3 con xe tải rắc luôn đó, màu trắng, màu xanh, màu bạc. Thì hiện 2 con này đang có biển số và để ở trong showroom đó, rất là nhiều luôn. Đây thì là con này là
xe tải sắt 5 chân. Đó, xe tải sắt 5 chân. Đó, rất là nhiều xe luôn nha anh em. Bên chiều phao cũng có luôn. Con này thì 8 tấn, thùng dài 6m2. Đó, hiện tại con này đang có chương trình khuyến mãi dành cho anh em nè. Tặng cho anh em 20 triệu. Đó, anh em lăn bánh như anh em lấy con thùng nhôm đó thì giá lăn bánh nó tầm khoảng là 680 nha anh em. 680 là thì lăn bánh rồi nè. Đó, như con này. Tiếp theo là con này thì con dắt là N680. N680 thì con này thì hiện tại đang khuyến mãi cho anh em 22 triệu nè. Cũng 6 tấn rưỡi luôn anh em. Đó, khuyến mãi 22 triệu với chiều dài thùng là 62. Chiều ngang 2m3 và chiều cao là 2m. Con này cũng là khuyến mãi cho anh em 22 triệu. Giá hiện tại của nó là 611 triệu trừ 22 triệu là 589 triệu nha anh em. Đó, con này thì cũng đã ra biển số. Đây, công ty của Hải Kiều đây anh em, rất là nhiều xe luôn. Có cả xe ben, xe tải nhỏ dành cho khách hàng, có hộ bồ luôn anh em, đầu kéo. Đó. Thì anh em muốn biết rõ mình đang muốn kiếm xe tải nào á thì anh em có thể xem kênh của Hải Chiều và liên hệ trực tiếp với Hải Chiều. Hải Chiều sẽ báo giá dành cho tất cả mọi người. Thì Chiều cũng xin dừng video ở đây. Mọi người đi ngang qua hãy đăng ký và ủng hộ giúp cho Hải Chiều nhé. Hải Chiều xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Hải Chiều. Hải Chiều xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video tiếp theo.